Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Máy Phong Biển Cũ. Hôm nay thì mình về lô hàng cỏ của máy Nhật nha mọi người. Bây giờ mình quay test cho mọi người lựa chọn nhé. Mọi người coi thật kỹ rồi lựa chọn nhé. Đầu tiên đây, đầu tiên bán cái bộ này. Đây, đi, đó này. Khoan Hitachi 7V2 hai vỏ pin, hai cục pin này thì mình sạc rồi. Cục sạc này còn sống, hai vỏ pin thì mình sạc rồi, thấy còn cầm, còn chạy được. Nhưng mà mình không bao pin cầm nhé, mình bán đây coi như là vỏ pin thôi. Còn nó cầm được bao nhiêu thì mọi người dùng, còn mình sạc hai cục rồi, đều còn cầm. Nhưng mà không bao cầm. Đấy. Đây, bộ này, máy sống này. Sạc sống này, hai vỏ pin còn cầm nhưng mà không bao cầm này. Đấy, này thử này. Đấy. Trái phải ok, cấp được này. Đó, nhanh chậm này. Đấy. 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 5 cấp trượt cấp khoan nha mọi người. Đấy, Hitachi 7V2 nha mọi người. Đấy. Máy hai vỏ pin toàn cầm nhưng mà không bao cầm, sạc sống, máy sống, trái phải ok, nhanh chậm ok. Vừa này vừa số 1. Thôi nó 500. Đấy. Không khoan gì ngoại hình này. Đấy. Đi ngoại hình nhé. Đấy, rất là đẹp. Số 1 500 nha mọi người. Cho mình cái thời gian mình ghi số này. Đây, con này cũng khoan Hitachi 7V2 nha mọi người. Cục pin thì mình cũng sạc thử, thấy nó cũng cầm thế này đây. Đấy. Nhanh chậm ok, trái phải ok nha mọi người. Đào không cạc, cấp trượt ok này, 5 cấp trượt cấp khoan này. Đấy. Ok. Đấy. Đấy nha mọi người. À. Con này con số 2. Con này bán 150.000 thôi. Đấy. Đấy. Con này 150.000 thôi nha mọi người. Đấy. Con này coi như là khuyến mãi cho mọi người. Số 2 150.000. Con này khoan Toshiba 7V2. Đây, khoan Toshiba 7V2. Cục sạc còn sống, mình sạc thử cái này thì thấy pin còn cầm. Đây. Đấy nha mọi người. Đấy. Trái phải ok. Cấp trượt này. Đào cạc, đào cạc nha mọi người. Đấy. Trái phải ok, đào bị cạc. Ok nha mọi người. Đây, con này. Con này bộ số 3. Sạc sống nha mọi người, pin còn cầm nhưng mà mình không bao cầm nha mọi người. Số 3 220.000. Số 3 220.000. Tiếp theo. Khoan bốt 9.6 nha mọi người. Khoan bốt 9.6 mọi người nhìn nè. Máy in. Đây. Switzerland nha mọi người. Đây. Máy in. Switzerland. Mình thử cho mọi người. Trái phải ok.
đào cạc nha mọi người, đào cạc. Cái này đào bị cạc nha mọi người. Đấy. Rồi. Con này không có vỏ pin. Khoang bốt 9/6. Trái phải ok. Nhanh chậm ok. À, đào bị cạc. À, không có vỏ pin. Thằng này mình bán con này số 4. Con này mình bán 250.000. Tiếp theo đây là con Vicbot 14/4 nha mọi người. Vicbot 14/4 này, con này toàn chữ Nhật thôi, không ghi made in, thì theo mình suy đoán đây là con này sản xuất tại Gia Băng luôn nha mọi người, toàn chữ Nhật mà không ghi xuất xứ. Đấy, chờ mình tí nha, mình lấy cái mình cày. Này không có vỏ pin nha mọi người. Đi tóc này. Đấy. Trái phải ok, điều tóc ok nha mọi người. Con này về kiếm vỏ pin nên là xài ok à, mát sướng. Đây. Rồi đây. Con này nhìn rất là đẹp nha mọi người. Nó chỉ bụi như thế này thôi, chứ mình nghĩ là đánh ra nó rất là sạch à. Này mọi người đã coi đào nó còn mới nè. Đào mới nè, thấy chưa? Đánh ra rất là sạch à, vệ sinh xong rất là sạch sẽ và đẹp à. Kiếm vỏ pin nữa xài ok luôn. Đấy. Máy sóng điều tốc ok, trái phải ok nha mọi người. Đào không rơ. Đấy. Số 5. Số 5. Này bán 500, con máy này bán 500 nha mọi người. Đấy. Bốt 14/4. Mấy con này rất là hiếm nha mọi người. Đấy. Con này á nó toàn chữ Nhật thôi mà nó không ghi made in ở đâu hết, có nghĩa là nó là xuất xứ tại Nhật đấy. Đấy mọi người. Số 5 đó 100 nha mọi người. Tiếp theo. Này. Tiếp luôn rồi này. Theo. Cái cưa. Cưa cái hiệu Bắc này. Cưa cái hiệu Bắc này nha mọi người. Đây. Hiệu của nó đây. Vỏ pin này. Máy chạy này, máy chạy ok này, này. Năng hạ lưới này, này nghiêng 45 này. À nhớ luôn, cái bay này nó mắc cái con vít để khóa năng hạ lưỡi nha mọi người, về làm vít chế con vít vào vặn khóa thôi, cái vít này đơn giản mà, lấy EQ chế vào thôi. Đây, còn đây là nghiêng 45 độ này, đó thấy chưa, cưa này rất là bá, nghiêng 45 độ luôn. Đấy.
số 6. Mỗi lần bán 600. Số 6. Số 6 bán 600 nha mọi người. Đấy. Đây. Này có vỏ bình này đấy chứ. Tiếp theo. Con này. Đấy, con này nha mọi người. Con này mình không thử. Con này chịu rồi. Chân bình như thế này mình chịu rồi, mình không thử được nha. Không kẹp bình được. Rồi, đấy. Này bán thử solo. Số 7. 120.000. Đấy, số 7 120.000 nha mọi người. Những con này toàn motor 775 thôi. À, nó lại luôn cái cưa này 12V nha mọi người. Cưa này 12V nha mọi người. Đấy, cưa 12V. Cái này khoang Nati 7.2, khoang Nati 7.2. Tiếp theo. Cái này, chân này thì thôi khỏi thử bên trong luôn. Đây. Đây, ngoại hình. Đây. Đây, con này không thử gì đâu. À, 4.8. Khoang Toshiba 4.8. Số 8. 150.000. Khoang Toshiba 4.8 nha mọi người. 150.000. Con khoang Home Tool. À, con này thì mình không có thử được đâu, bán thôi. Home Tool 4.8V nha mọi người. Home Tool 4.8V. Số 9. Số 9. 120.000. 9 120.000 nha mọi người. Tiếp con khoan. Con khoan 48 CDD. Hãng này hãng của Nhật mà sản xuất tại China. Đây, số 10. Con này thì không thử được rồi. 120.000. Đấy. Tiếp theo, con máy nội địa. Máy nội địa 100N, lực xoắn 100N. Đấy, vỏ bình. Đấy, con máy này mình rất là thích nhé. Đây, đạo cứng ngắc này. Đây, trái phải ok, điều tốc ok luôn. Mạnh nữa. Lực xoắn 100N. Đây. Máy nội địa 12V vít, vỏ bình, máy sóng trái phải ok, điều tốc ok luôn. Con này số 11. Con này bán 350.000. Khoang Nati 12V, khoang Nati 12V, EZT 108 nha mọi người, khoang Nati 12V. Kẹp cái 6 này nó hư rồi.
kẹp nó cứ bị chạy thôi. Đấy. Đó, trái phải ok. Trái phải ok. Đấy. Nhanh chậm ok nha mọi người, trái phải ok, nhanh chậm ok. Đây. Đấy. 18 cấp trượt nha mọi người. 18 cấp trượt cấp khoan, đào không cạc luôn. Khoan Nati 12V. Trái phải ok, nhanh chậm ok, đào không cạc. Này số 12. Con này bán 400. Này 400 có cả vỏ binh nha mọi người. Đấy. Đây. Đây. Vic Magita 9/6. Đấy. Mắc một cái chốt chốt binh nè. Cái kẹp này nó hư rồi, cái cách để mình giữ luôn. Để mình giữ chứ giờ kẹp này nó hư rồi. Đây. Điều tóc ok nha mọi người. Điều tóc ok, trái phải ok, đào hơi rơ thôi. Hơi lắc nhẹ thôi, chấp nhận được, không dùng bình thường. Không sao cả. Đấy. Câu này. Vic Magita 9/6. Trái phải ok, điều tóc ok. Đào này hơi rỉ nhưng mà không cạc nha mọi người. Hơi lắc nhẹ cái đầu thôi, nói chung là chấp nhận được, không vẫn dùng bình thường. Đấy. Con này con số 13. Con này bán 13. Con này bán 350. Đấy. Chính phải 6 gold Vic Magita. Đây. Đây. Vic Magita. Vic Magita 12V nha mọi người. Vic Magita 12V. Hơi bó bạc đạn hay gì rồi. Về vệ sinh đi giùm mình nhé. Về vệ sinh. Đấy. Đấy. Chạy nhanh nó lướt qua cái chỗ bó đó rồi là thôi, về vệ sinh là được rồi. Đấy. Đào thì đang cạc đây, về mở ra thôi. Đấy. Đào đang cạc đó. Đào không rơ. Đấy. Vic Magita 12V, trái phải ok, điều tóc ok, đào cạc. Đấy, vỏ bình. Máy thì hơi kêu do chưa vệ sinh. Đấy, nó chưa được vệ sinh. Đấy. Rồi. Con này con số 14. 14 này. Hơi kêu. Con này đáng ra bán chỗ công tắc này hơi nứt này, hơi nứt này. Nhưng mà cái này không sao hết nhá. Đáng ra mình bán 400 thì bán 350.000 luôn. Đấy. 350.000 luôn rồi. 14. Đây. Khoan Ryobi. Đây. Khoan Ryobi. 22 cấp trượt cấp khoan có nhanh chậm. Con Ryobi 12V nha mọi người. Điều tóc này.
đào cạc nha mọi người, đào bị cạc về tra dầu mỡ đủ. Điều tóc ok, trái phải ok. Cấp trượt ok nha mọi người, cấp trượt ok. 22 cấp trượt cấp khoan. Nhanh chậm ok luôn. Nhìn ngoại hình thì hơi xấu xáo nhưng mà chạy rất là ok. Đây, giới thiệu lại. Khoan Ryobi, khoan Ryobi 12V, trái phải ok, điều tóc ok, đầu bị cạc. Về tra dầu mỡ vô gỡ ra thôi. 22 cấp trượt ok luôn này, nhanh chậm ok luôn này. Đấy, vỏ pin. Con này hơi sáu sáu, 15, con này mình bán 380.000 cho mọi người mua. Đấy. 15, 380.000. Khoan khoan Nati 12V này, EZT 104 này, EZT 104 con này 21 cấp trượt cấp khoan nha mọi người, 21 cấp trượt cấp khoan. Đấy, đào cạc, đào gạt về tra dầu mỡ mở ra. Đấy, em thử nhanh chậm chút. Đấy, rồi ok. Khoan Nati 12V, trái phải ok, điều tóc ok, 22 cấp trượt cấp khoan, nhanh chậm ok, đào cạc. Đấy, về mở ra. Này con số 16. 16 này mình bán 400. 16 400 mọi người. Đây là con khoan khoan Makita 9.6 này, con này nhanh chậm này, con này mạnh lắm nha mọi người. Đấy, con này nhìn như thế này thôi chứ mạnh lắm. Đấy, con này chỉ thích thế này thôi. Đấy mọi người, nghe tiếng nó chạy chưa. Đấy, thôi phải ok, điều tóc ok nhé. Đấy, đào nó hơi cạc thôi nha mọi người, vẫn vặn được nha mọi người. Đấy, về tra dầu mỡ nhỏ xíu dầu mỡ vô vặn lại được, đào hơi cạc thôi chứ không phải cạc cứng luôn. Cấp trượt chạy ok nè, đó. Rồi mình giới thiệu lại. Khoan Makita 9.6, trái phải ok, điều tốc ok, nhanh chậm. Nhanh chậm này. Đây, nhanh chậm ok nha mọi người. Đào hơi cạc. Đây, đào hơi cạc. 5 cấp trượt cấp khoan. Đấy, vỏ bên này. Con này con số 17. Con này bán 360.000. Đấy, nhìn nó thích lắm, con này mạnh. Đấy, đây. Tiếp theo khoan Black Decker 12V. Đấy, khoan Black Decker 12V. Kém ra rồi. Mấy kém mà tôi ra rồi.
người. Đây. Đây. Trái phải ok. Điều tóc ok, thắng dễ sợ luôn. À, 24 cấp trượt cấp khoan nha mọi người. Nhanh chậm ok. Nó có đèn đóm gì đây. Không thử. Kệ. Không quan tâm. Đây. Khoan. Blacker 12V, trái phải ok. Ủa. À. Điều tóc ok. Nhanh chậm ok. 24 cấp trượt cấp khoan. Đầu cạc. Đấy, bỏ pin. Con này con số 18. Con này bán 450.000. 18, 450. Con này nhầm mặt bái trái luôn. Sạc này, sạc Makita 7V2 9V6 sạc Matic 19 20 đấy. 19 20 sạc Makita 7V2 9,6V check 20 nghìn. Đấy. Sạc Makita từ 7V2 đến 12V. Sóng nha mọi người, cục này sóng. Cục này ai mua với con số 17 này này, về sạc thử cục này, nếu còn cầm được xài luôn. Đấy, chỉ cho nhé. Mình quay mắt nãy mình vội quá. Mình soạn đồ cái mình sạc được mấy con à, còn cái này mình chưa sạc tới. Đấy. 21. Cục này 50 nghìn. 50 nha mọi người. 50 này để rẻ lại cho mọi người. Sạc Hitachi từ 7V2 đến 14V4. Còn sống nha mọi người, 7V2 đến 14V4, cục này còn sống. Đấy. Bị cắt dây này, nhưng mà mình tỉa ra mình thử đỡ, còn sống. Cái này số 22, cục này bán 70 nghìn. Đấy. 22, 70 nghìn. Sạc này, sạc này hình như là đây, cục sạc này là sạc của cái sạc này, sạc của máy số 11 nha mọi người. Máy số 11 ai mua thì về dùng này, mua về sạc thử cục nó còn sống luôn. Lại mình nhìn không rõ. 23 50 nghìn. Đấy. 23 50. Sạc 12V của con nội địa. Đấy.
sạc Hitachi 7V2, cục này còn sống. Đúng rồi, để mình chỉ cho mọi người mua nhé. Quay mất. Đây. Đây này. Cục sạc đấy. Sạc đấy, sạc cục pin này này. Sạc pin này này. Mua cái này về nhé. Đấy. Số này số 24. Đây cục này 50.000. Còn sống nha mọi người. 24 sạc Hitachi 7V2. Sạc Ryobi 7V2 đấy. Cục là 20.000. 25. 20.000. Ryobi 2.2V. Sạc Ryobi 12V này. Sạc Ryobi 12V. Cục này chết. 26. Đó, 20.000 luôn. Sạc Ryobi 9.6V. 9.6V chết nha mọi người. 27. 20.000. Sạc Nati. Sạc Nati từ 7V2 đến 12V. Không thấy sáng. Không thấy sáng. Coi như là cháy thì mà thường máy Nati đến hay hư rồi trì đó. 28. 20.000 luôn. Sạc màu vàng đây là cục sạc như hào sạc được hào hết. Các loại pin từ 7V2 đến 12V của Nikkei mọi người. Đây. Sạc Nati. Sạc Nati 12V. Sống nha mọi người. Sạc Nati 12V sống. Cục này 29. Đây, cục sạc Makita 7V2 đến 14V4 còn sống nha mọi người. 7V2 đến 14V4 còn sống. 30. 30 à 70.000. Đấy, còn sống nha mọi người. Rồi, số 30 là kết thúc video này của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại 0854 901 655 giùm mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.